Ngày 13 tháng 9 năm 2022, ông Nguyễn Văn Cư, người được biết đến với biệt danh Thần Đèn, nhờ khả năng di dời, nâng cao, chống lúng nghiêng các công trình xây dựng, đã di chuyển những mét đầu tiên tòa chính điện của ngôi chùa này. Ngôi chính điện đã hơn 70 tuổi, mang nhiều giá trị lịch sử của văn hóa Phật giáo Huế. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn và nguyên vẹn trong quá trình di dời được đặt lên hàng đầu. Khi mà khảo sát để mà thực hiện được cái công trình này, thì trước đây là cứ nghĩ rằng là cái có mấy cái cột bê tông cốt thép, nhưng thực tế lúc mà đập tường ra rồi thì nó không có bê tông cốt thép trong căn tường. Từ chỗ đó là bây giờ đổ một hệ đá kiềm ở dưới để đợi cái tòa nhà này, nó mất thời gian, mất mấy tháng vì nó đổ từng mạch một thôi chứ không thể là đập ra dài được, sợ nó vỡ. Thì cái lúc mà làm công trình đó, làm việc đó thì chỉ sử dụng là 8 công nhân thôi. Thì bây giờ vừa rồi chưa xong một cái thì vừa rồi chợ máy móc thiết bị ra, thì hiện nay tôi đang sử dụng là 12 công nhân để dịch chuyển công trình này. Dịch chuyển công trình này như vậy là dịch chuyển luôn là 18 mét, nhưng mà hiện nay là còn cái là bây giờ khi dịch chuyển được hơn 1 mét thì có cái hiện tượng cái rách cửa thì nó có rắc nứt, thì tôi mới cho hiện nay bây giờ đang là chống giữ lại để kéo cho được an toàn, không bị là vấn đề sự cố của các tường bị nứt nẻ nhiều thêm. Hiện nay thì bây giờ dùng 2 là 4 bánh thủy lực, 2 máy vận hành để rút và kéo cái công trình để nứt. Trong ngày đầu tiên, ngôi chính điện đã được di dời gần 4 mét. Theo kế hoạch, sau khi việc di dời hoàn tất, tòa chính điện sẽ dịch chuyển lùi về phía sau 18 mét để tạo cảnh quan thông thoáng phù hợp với sinh hoạt nhà chùa trước những lễ hội tôn giáo lớn. Chùa Diệu Đế ở Huế là một cái chùa mang cái đặc tính di tích lịch sử. Và nó là một cái nơi được hình thành trong cái thời đại Triều Nguyễn, nên cái chân điện của nó cũng trong cái giá mang những cái giá trị lịch sử trong thời đó. Và chính nhà chùa cũng như Phật giáo cũng muốn bảo trì và gìn giữ lại cái di sản đó. Với cái mục đích đó cho nên nhà chùa cũng cố gắng giữ gìn lại. Chùa Diệu Đế được vua Thiệu Trị cho xây dựng năm 1844. Khoảng năm 1887, các công trình chính của chùa đều bị triệt giải. Từ năm 1953 đến năm 1955, Hòa Thượng trụ trì Diệu Hoằng đứng ra tái kiến cùng với sự kêu gọi đóng góp của bà Từ Cung là mẹ vua Bảo Đại. Nơi đây đang lưu giữ nhiều di vật quý của ngôi quốc tự một thời, đặc biệt ở ngôi chính điện có bức tranh quý Long Vân Khế Hội.